Tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu với mức chi phí rẻ không ngờ. Quảng cáo ngay trên kênh YouTube Độc Đáo TV. Truy cập ngay website quảng cáo itb.com. Việt Nam đứng ở đâu trong chuỗi cung ứng Apple toàn cầu? Rất nhiều công ty cung ứng thuộc vào top đầu của Apple đặt nhà máy tại Việt Nam, từ Foxconn Đài Loan, Goltech, Luxshare Trung Quốc cho đến Intel của Mỹ. Apple là một trong những công ty có giá trị lớn nhất nước Mỹ với mức vốn hóa lên tới 2.448 tỷ đô. Một trong những thành công của Apple đó là tạo ra cuộc cách mạng về mặt công nghệ cá nhân. Hàng triệu khách hàng trên thế giới sẵn sàng trả nhiều tiền nhất cho chất lượng, thiết kế và tính năng của các thiết bị Apple, khiến cho các sản phẩm như iPhone, iPad, Mac, iPod và Apple Watch bán đắt như tôm tươi. Tuy nhiên thì để đạt được quy mô như hiện tại, Apple không chỉ phụ thuộc vào năng lực sản xuất của riêng mình. Công ty này có hơn 200 nhà cung cấp các linh kiện cho hệ sinh thái sản phẩm. Apple rất nỗ lực trong việc giám sát các nhà cung cấp của chính mình. Các mối quan hệ đã đưa gã khổng lồ công nghệ Mỹ trở thành nhà quản lý của một trong những chuỗi cung ứng hiệu quả nhất trên thế giới. Mỗi năm, Apple phát hành một báo cáo, qua đó cung cấp danh sách 200 nhà cung ứng hàng đầu, chiếm tới 98% hoạt động mua sắm của công ty. Và sau đây là danh sách 9 nhà cung cấp lớn nhất của Apple. Tại Đài Loan, chúng ta có 3 nhà cung cấp. Thứ nhất là Honhai Foxconn. Honhai Foxconn là một trong những lý do chính khiến cho Đài Loan có mặt trên bản đồ của Apple. Foxconn là một trong những nhà cung cấp lớn và lâu đời nhất của Apple. Tuy nhiên thì công ty này lại có rất nhiều địa điểm sản xuất nằm bên ngoài khu vực. Năm 2018, 29 trên tổng số 35 nhà máy sản xuất của Foxconn ở Trung Quốc, số còn lại đến từ Ấn Độ, Brazil, Việt Nam và Mỹ. 2. Wistron. Wistron đang góp phần giúp cho Apple mở rộng sang Ấn Độ. Công ty này có 5 địa điểm sản xuất với 3 trên 5 tại Trung Quốc và 2 trên 5 tại Ấn Độ. Trong đó, nhà máy tại Ấn Độ của Wistron tập trung sản xuất bảng mạch in cho iPhone. Thứ ba là Pegatron, cũng là một công ty có trụ sở tại Đài Loan, thế nhưng chỉ có một nhà máy tại nước này, còn lại là 17 nhà máy khác tại các quốc gia khác nhau. Pegatron có 12 nhà máy tại Trung Quốc, cùng với các nhà máy tại Cộng hòa Séc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Pegatron giống như Foxconn cung cấp dịch vụ lắp ráp iPhone của Apple. Tại Trung Quốc, Apple có 2 nhà cung cấp lớn, đó là Goltech và Luxshare. Nhìn chung, Trung Quốc là một khu vực toàn cầu rất quan trọng đối với Apple. Danh sách các nhà cung cấp năm 2019 cho thấy các nhà cung cấp tại Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh, chiếm lấy thị phần của Mỹ và Nhật Bản, vươn lên chỉ xếp sau Đài Loan. Theo vị trí thực tế, Trung Quốc chiếm 380 trong số 809 cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, thì Apple đã chia sẻ một số lo ngại về sự phụ thuộc của họ vào đất nước Trung Quốc này, bao gồm đợt bùng phát đại dịch năm 2020 và quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. 4. Goltech. Goltech và Luxshare là hai công ty Trung Quốc lọt vào tầm ngắm cung cấp của Apple. Cả hai công ty này đều đồng ý thiết lập các nhà máy sản xuất tại Việt Nam để cải thiện hiệu quả, chi phí sản xuất của thiết bị AirPods. Goltech có 3 địa điểm sản xuất, 2 trên 3 ở Trung Quốc và 1 ở Việt Nam. 5. Luxshare. Luxshare cũng hợp tác với Apple để sản xuất AirPods. Công ty này có 7 nhà máy tại Trung Quốc và 2 nhà máy tại Việt Nam. Tại Mỹ thì Apple có 2 nhà cung cấp lớn chiếm vị trí thứ 6 và thứ 7, đó là Qualcomm và Intel. Mặc dù sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế, thế nhưng Apple vẫn rất cần các công ty sản xuất ở Mỹ, bao gồm 3M, Broadcom, Qualcomm, Intel, JBL, ON, Micron hay Texas Instruments. 6. Qualcomm. Qualcomm đứng niêm yết trên Nasdaq là công ty hàng đầu thế giới với các sản phẩm và dịch vụ bán dẫn, di động và viễn thông. Công ty này được biết đến là nhà cung cấp nhiều linh kiện điện tử cho Apple, bao gồm một bộ theo dõi điện năng, bộ xử lý băng tần cơ sở, module quản lý năng lượng, bộ thu phát sóng GSM, CDMA. 7. Intel. Tháng 7 2019, Apple đã công bố thỏa thuận với Intel mua lại phần lớn hoạt động kinh doanh modem điện thoại thông minh của công ty này. Với việc mua lại, Apple đã mở rộng quyền sở hữu bằng sáng chế của mình và thiết lập kế hoạch mạnh mẽ phát triển mạng 5G. Sau khi mua lại, Mark sử dụng bộ vi xử lý Intel. Trong danh sách nhà cung cấp năm 2019, Intel cho biết có tổng cộng 9 nhà máy sản xuất, trong đó có 3 tại Mỹ, các địa điểm khác là tại Trung Quốc, Israel, Việt Nam, Ireland và Malaysia. Đứng ở vị trí thứ 8 và thứ 9 là các quốc gia khác. Thứ 8, Murata Manufacturing. Murata có trụ sở tại Kyoto, Nhật Bản. Công ty này cung cấp cho Apple 26 cơ sở sản xuất trải rộng khắp Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Singapore, bao gồm 16 nhà cung cấp tại Nhật Bản.
Apple và Samsung là hai khách hàng hàng đầu của Murata, họ mua tụ điện gốm từ nhà cung cấp. Các bộ phận điện tử này được sử dụng để điều khiển dòng điện trong các thiết bị điện tử. 9 là Samsung. Samsung có trụ sở tại Hàn Quốc. Đối với Apple thì tập đoàn này cung cấp nhiều thành phần bao gồm bộ nhớ flash được sử dụng để lưu trữ nội dung dữ liệu, DRAM di động được sử dụng để thực hiện đa tác vụ các ứng dụng khác nhau trong thiết bị và bộ xử lý ứng dụng chịu trách nhiệm kiểm soát và giữ cho thiết bị hoạt động. Apple và nhà cung cấp. Apple được biết đến là đơn vị duy trì một trong những chuỗi cung ứng được quản lý tốt nhất thế giới. Với tầm vóc và phạm vi toàn cầu, gã khổng lồ công nghệ này có thể yêu cầu các sản phẩm chất lượng cao và áp dụng các điều khoản khắt khe hơn đối với các nhà cung cấp. Chẳng hạn như khi một trong những nhà cung cấp quan trọng cho mẫu iPhone 7 từ Trung Quốc tỏ ra không đáng tin cậy, Apple đã ngay lập tức thay thế bằng công ty Nhật Bản Nidecorp. Có hàng trăm nhà cung cấp sản phẩm sẵn sàng tuân thủ các điều khoản mà Apple đưa ra. Hơn nữa, bằng cách đi theo ngoài chuỗi cung ứng và hoạt động lắp ráp thì Apple có thể tập trung làm những gì tốt nhất về mặt thiết kế sản phẩm, phát triển nhiều tính năng và thân thiện hơn đối với người dùng. Mặt khác, được liên kết với một thương hiệu như Apple đem lại lợi ích đáng kể cho các nhà cung cấp. Những công ty nhỏ có thể phụ thuộc phần lớn vào nguồn thu từ việc hợp tác với Apple, nhưng ngay cả những công ty lớn như Samsung cũng sử dụng mối quan hệ này để làm lợi thế cho riêng mình. Mặc dù là đối thủ chính của nhau trên thị trường điện thoại di động, các đơn hạt hàng lớn từ Apple cho phép Samsung tăng cường sản xuất số lượng lớn, giúp giảm được chi phí sản xuất linh kiện điện thoại di động của chính mình. Một lợi thế cho các nhà cung cấp đó là Apple nổi tiếng về sự đổi mới. Bất kể điều gì xảy ra, tất cả đều mong đợi Apple sẽ tung ra một cái gì đó mới và háo hức đón chờ những sản phẩm này. Ở một góc độ nhất định, điều này bảo vệ các nhà cung cấp cho Apple, các công ty sẽ tiếp tục nhận thấy những nhu cầu mới đối với sản phẩm và dịch vụ của họ. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý rằng việc không để đáp ứng những nhu cầu của Apple có thể giống như ngày tận thế đối với các nhà cung ứng vừa và nhỏ với hoạt động kinh doanh được xây dựng xung quanh việc bán sản phẩm cho nhà táo khuyết. Nếu như họ không thể duy trì việc cung cấp hàng hóa chất lượng cao với mức giá phù hợp thì Apple có thể thay thế họ bằng một đối thủ cạnh tranh khác. Hứa Vân theo nhịp sống kinh tế, tham khảo Investopedia, Cafe F, Độc Đáo TV tổng hợp và đi tìm. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.